thế bố mẹ không giúp tiếp à? Không ai tin đấy. Mình phải tồn tại được. Không thể thu được tiền thì làm sao mình có thể tồn tại được. Tổng hợp đồng em đã ký là trên 9,5 tỷ trong 6 tháng. 95 tỷ là nó rất rất bé. 1 triệu đô thế là tự nhiên em mất hết các ưu đãi. Robot là 1 triệu. Cái mục tiêu là xã hội. Em không từ bỏ một ai cả. Trời, mấy cái vụ này tôi biết lắm nè. Các em làm chỉ thỏa mãn cái đam mê của mình thôi. Giải pháp của tụi em là giải pháp toàn diện. Không nói hồi bùng nhùng quá. Đón xem chương trình vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên VTV3. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh 1 năm. Anh đưa ra 2 option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có 2 offer nhé. Offer. Cái offer của Sắc Phú.